Cặp bánh kẹo chưa kìa? Cặp không có. Đây đây. Đúng vậy, cặp của bác cũng mà. Ừ. Mới con ong hôm trước lùa chip này. Để đây mà. Ừ. Ui, kẹo mút này. Mai mua kẹo mút nhá. Nước bông mua. Hôm trước cũng mua rồi. Nước bông mua ở đâu? Ăn cất ở kia thầy. Mai ăn nhá. Đây ăn. Đâu ngó xem một con gì nữa nè. Ngó xem một con gì. Con mèo giống nhà mình chưa? Nên mất, mất rồi. Bút chì của tẹo này. Nấu. Mai mua nhá. Mai mua pin lắp vào đây nhá. Em mua pin lắp vào đây. Mai mua nhá. Mai mua pin vào đây. Mai mua pin vào lắp để này mở. Ôi, xe máy giống nhà mình chưa? Mẹ máy thuộc mẹ đâu rồi? Mẹ mang đi làm rồi. Mẹ mang đi làm rồi. Yếm của chip này, trời ơi, giống chưa? Đúng của yếm mà. Để ăn nè, để cho chip ăn nè. Mẹ lấy đa tí ăn được. Nào, có chơi nữa không? Không thôi nè. Ui, kẹo cầu vồng à. Kẹo bị ít rồi. Mai mua thêm cho chip nhá. Lần qua đuôi. Còn kẹo nữa ăn sau. Ta đi một cái thôi. Một cái bé xíu thôi nhá. Ta đi một cái. Còn một cái nữa để tối ăn chứ. Đó, ta đi một cái kẹo bằng ta ta. Bé xíu kìa chứ to đâu. Bé tí cả đi mua kít két cho kẹo chừa chứ. Ta kẹo đùa ta kít két ta đùa. Mày chip không chừa kít két à? Đi ăn kẹo vòng. Ăn kẹo vòng thế? Ăn cái này uống cái uống kẹo vòng cay cay. Mai mua cái gì nữa nhở? Mua cái gì nữa? Cay cay. Để tôi khò chip chứ. Nước mẹ mua. Bố mà bố mua mà. Bố. Mang xuống đây xem nào. Ừ. Cắt vào đấy nhá. Cái gì? Rồi. Mẹ của chip mà. Thế làm gì nữa? Mai mua pin lắp vào đấy để cho xe nó kêu nhá. Cất cái này đi, con cất cái này đi. Mai mua pin lắp vào đâu? Tiền con đâu? Mẹ đi làm mua thịt cá cho chip nhá.
tiên.